vườn cây trái măng cột. Chủ bòn bon này. Đâu, cái dâu. Ờ. Dâu nó gọi bòn bon á. Một cụt to ghê. Này, cái này nó to. Ừ. Ghê. Vườn mình cái này bao nhiêu mét vuông? 700. Chục. Khế. Đây cái cảnh không ấy. Bưởi không lên không lấy được. Quả nhiều lắm. Bưởi này á. Đấy nó cứ ra cái nó bị sâu vẽ bùa này. Vâng. Nó chích là phải xịt thuốc sâu. Xịt suốt luôn không được. Không đúng thuốc. Bưởi rau xanh quả nó cứ toàn bị. Cái này là nó ra trái non nó bị chích. Nó bị chích từ lúc mà trái nó còn nhỏ rồi. Đấy, quả xanh. Ừ. Quả to đầy. Bưởi giờ người ta làm quanh năm á, giờ phải cắt tỉa nó lại. Ra liên tục luôn. Ờ. Cào cái lớp đất mặt liên này ra. Cái này tiêu ấy. Cái này đâu phải tiêu kìa. Cái này tiêu ngâm nước mắm này. Gọi là tiêu gì tự nhiên quên này. Này đúng nó rồi. Ra hoa liên tục ấy. Đúng rồi. Mới rụng. Cái này cái lan này mà lan này nó phù hợp với vùng dưới này này. Vâng. Ngọc điểm này. Cái sung đó. Tiếp lên bé bé này. Ừ. Sinh Mỹ. Không cầm ở nhà lên. Cái này để nó lên xong cắt ra từng khúc dâm ra nhỉ. Ừ. Mấy cái cây này giờ bỏ phân hữu cơ, cái phân dạng viên viên ấy. Nó bán bao 25 kg ở phân Hà Lan đây nó bán nhiều mà. Cái mai mà trồng chấu nhiều quá nó không hợp. Cái mai á mà trồng bỏ chấu nhiều quá nó không hợp. Cây đấy nó bị. Ừ. Bơ. Lấy cái dao cắt cái này là cắt ra. Ờ, cắt dây bóng này là lên được rồi đấy. Liền ạ. Tháo ra, cây tháo. Ừ. Thì có nữ nam rạch nó cái là được mà. Để vậy được. Không để nó ngắn lại. Tháo ra nó liền là tháo ra. À tiêu này tiêu lốt. Đúng rồi nhớ rồi. Tiêu này ra trái để ấy này. Ngâm nước mắm. Mai quá trời này. Giếng à.
khoan. Chuyện khoan. Bài này mới quý. Tám. Muốn ra hoa này. Không, giờ không, mình không bẻ này nó không ra được. Ừ. Nó vẫn ra lác đác. Giờ bỏ phân đạm cho nó. Đạm này. Bỏ đạm cho nó ra này. Cái mai này cũng hay lắm này. Và cái mai này cũng hay lắm này. Để quý. Không, cây này nó cứ vàng lá vài hôm nó lại xanh lại. Nó rụng lá đi, lại xanh lại. Rụng nó lại ra nụt hoa. Ra nụt hoa này. Thơm. Sứ anh ở nhà có cái sứ Thái á, bông to giống như cái bông hoa hoa hồng ấy, bông màu trắng. Cái nào cắt lên ghép vào. Sứ Thái nhỉ. À, sứ đấy là hôm ông ngoại ông đi Đài Loan, ông đi Thái Lan ngang qua Lào, ông xách về mấy cây. Đẹp lắm. Cái này bị bệnh. Cái này dùng thuốc nấm tưới vào gốc cho nó này, nó bị bệnh này. Thôi đen đen, bắt đầu nó đen. Bệnh cho nó khô cành hết này. Cũng có chồi đang lên thì. Lên chồi. Đang lên lại này, giờ phải tưới thuốc vào. Tưới thuốc rồi rải humic vào cho nó bùng rễ cái này mà. Chậu cảnh quá trời này. Hơn trăm chậu. Ui, đây anh mà có thời gian đến đây anh làm cái cảnh nha. Mấy trăm được biết kỹ thuật trăm.